Trần Như Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi vấn đề xung quanh chúng ta. Và chương trình này được phát, đáng lý là được phát trực tiếp trên Facebook và được phát lại trên YouTube. Tuy nhiên, bên Facebook của Phong đã có vấn đề không phát live stream được, đành phát lại trên YouTube mà thôi. Cáo lỗi cùng tất cả khán thính giả bên Facebook. Và quý vị, trong cái chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay, một hai bản tin mà tôi có được cho thấy rằng là cuối cùng thì quý vị, đảng Cộng Hòa đã ép được đảng Dân Chủ phải đưa ra cái quy tắc chính thức của họ sau khi mà họ còn lần khần ở trong nội bộ đảng. Quý vị đã biết trong thời gian gần đây thì Biden đã bị bên rất là nhiều, đã bị cháy rất là nhiều và khối cử tri chủ lực của đảng Dân Chủ đang lần lượt rời bỏ đảng Dân Chủ, đã khiến cho đảng Dân Chủ lúng túng là có quyết định chọn Joe Biden hay không. Và thứ hai là làm cách nào để cho Joe Biden từ chối và tự rút lui, thì họ đang phân vân trong vấn đề này. Thì quý vị, cuộc thăm dò của Viện Rasmussen cho thấy là Joe Biden càng lúc càng bị yếu kém. Tuy nhiên thì đảng Cộng Hòa đã ép được đảng Dân Chủ phải đưa ra nhân vật. Điều này thì tôi sẽ giải thích trong cái bản tin và chúng ta lướt qua cái bản tin trước đi quý vị. Cái cuộc thăm dò mới nhất của Viện Rasmussen cho thấy là đa số người của đảng Dân Chủ muốn Joe Biden phải ra khỏi cái cuộc tranh cử này. Quý vị, cuộc thăm dò của Viện Rasmussen cho thấy đa số những cử tri của đảng Dân Chủ muốn rằng có người khác thay thế Joe Biden ra tranh cử tổng thống. Bản tin mới nhất từ Đài Newsmax thì thấy rằng đa số những cử tri của đảng Dân Chủ nói rằng họ đồng ý thay đổi cái vị trí của ông Joe Biden là ứng cử viên của đảng Dân Chủ trước cuộc bầu cử tháng 11, theo bản thăm dò mới nhất của Viện Rasmussen đã đưa ra vào ngày thứ Ba hôm qua. 49% các cử tri nói rằng họ có thể chấp thuận cho việc đảng Dân Chủ và đâm ông Biden, tức là xóa bỏ ông Biden. 54% cử tri của đảng Dân Chủ nói rằng họ muốn Biden out, tức là không muốn ông ta tranh cử. Chỉ có 25% là mạnh mẽ chấp thuận biến chuyển này theo bản thăm dò. Và đảng Cộng Hòa thì cho thấy rằng có một cái sự chia ra. 45% cử tri nói rằng họ muốn ông Joe Biden bị thay thế bởi người khác. Trong khi đó 50% của những cử tri khác mà Rasmussen đã không thể xác nhận được, họ nói rằng họ muốn nhìn thấy ông Joe Biden bị thay thế. Và số lượng đảng Dân Chủ ủng hộ cho việc mà thay thế Joe Biden đã tăng 6% kể từ cuộc thăm dò hồi tháng 2, theo tường trình của Rasmussen. Những người cử tri trẻ được xem là cái khối tuổi mà họ muốn Joe Biden bị gọi là bị đâm nhiều nhất, là 69% ở lứa tuổi từ 18 tới 39, họ muốn rằng Joe Biden phải bị thay thế bởi người khác. Chỉ có 44% nói rằng họ có thể nghĩ chuyện này có thể xảy ra, 38% của đảng Dân Chủ. Và trong đó 52% người của đảng Cộng Hòa nói rằng là Joe Biden dường như sẽ bị đảng Dân Chủ rút ra khỏi cái cuộc chạy đua này. Tuy nhiên thì cuộc thăm dò này đã được thực hiện bởi 1.113 người cử tri của Hoa Kỳ đã ghi danh từ ngày 20 tới ngày 22 tây tháng 5. Mức sai biệt là cộng trừ 3%, với 95% họ cho rằng là có được cái tin tưởng về cái cuộc thăm dò này. Và quý vị, cuộc thăm dò này được tung ra đúng lúc đảng Dân Chủ đã quyết định là sẽ đề cử Joe Biden. Tại sao phải đề cử Joe Biden ngay bây giờ? Và họ qua một cái màn hình video, họ sẽ đề cử Joe Biden. Quý vị, đảng Dân Chủ, đây là cái bản tin đây quý vị, đảng Dân Chủ sẽ đề cử Joe Biden qua một cái cú điện thoại bằng màn hình video để xóa bỏ tình trạng mà tên ông ta sẽ bị xóa trên phiếu bầu của Ohio. Ông Tổng thống Joe Biden sẽ được đảng Dân Chủ chính thức đề cử qua màn hình video trước khi mà có cái đại hội đảng ở tại Chicago vào tháng 8 năm nay, và trong đó có thể cho phép tên ông ta xuất hiện trên lá phiếu bầu của tiểu bang Ohio và giảm đi cái cơ hội gọi là có những cái cuộc biểu tình. Và đảng Dân Chủ, cái đại hội của họ sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 8. Tuy nhiên thì bây giờ cái tiểu bang Ohio họ ra luật là cái deadline để mà ghi danh cho ứng cử viên tổng thống là ngày 7 tháng 8. Trong khi đó đại hội đảng là từ 19 tới 22 tháng 8. Và các nhà lập pháp của Ohio đã buộc tất cả các đảng gọi là tranh cử
là phải nộp tất cả cái danh sách của những ứng cử viên của họ trước ngày 7 tháng 8. Quý vị, đây để cho quý vị thấy rõ là Đảng Cộng Hòa không phải họ yếu, họ làm theo quy tắc. Nhiều người thấy rằng những cái vụ án xét xử ông Trump cho tới những cái biến cố xảy ra cho ông Trump thì đã vội vã cho rằng Đảng Cộng Hòa yếu. Thật sự quý vị, Đảng Cộng Hòa họ không yếu, họ làm theo quy tắc thôi. Và quy tắc đó họ làm theo trình tự của pháp lý. Lý do tại sao Đảng Dân Chủ phải thực hiện một cái cuộc đề cử ông Joe Biden qua màn hình để tên ông ta có trên phiếu bầu ở Ohio. Tại vì luật bầu cử của Ohio là các ứng cử viên sẽ phải được nộp cái tên của họ lên cái danh sách trước ngày 7 tháng 8, tức là 3 tháng 90 ngày trước cuộc bầu cử. Năm nay cuộc bầu cử là 5 tháng 11. 5 tháng 11 là cái thời hạn, cái ngày bầu cử. Do đó thì họ phải nộp trước 3 tháng, tức là 90 ngày để cho cái ủy ban bầu cử của tiểu bang Ohio có đầy đủ thời gian để mà in tên trên phiếu bầu, in những cái dự luật, in những cái cần thiết ở trên phiếu bầu. Do đó họ yêu cầu tất cả những cái dự luật, những cái ứng cử viên là phải nộp trước ngày 7 tháng 8. Đây là cái quy định của tiểu bang Ohio cho luật bầu cử. Thì quý vị, Đại hội Đảng Dân Chủ là 19 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8. Và trên quy tắc là 22 tháng 8, cái đêm cuối cùng đó, họ mới đề cử cái người đại diện đảng ra tranh cử tổng thống. Cũng giống như bên Đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng Hòa thì chọn tháng 7, thì ngày 18 tháng 7 là ngày cuối cùng. Từ 15 cho tới ngày 18 tây. Thì ngày 18 tây là cái ngày cuối cùng thì họ sẽ chính thức đề cử cái người ra tranh cử tổng thống và phó tổng thống là ai. Quý vị, đó là cái các đảng thường thường chọn cái ngày cuối cùng trong cái đại hội đảng của mình. Thì bây giờ cái ngày cuối cùng của đại hội đảng của Đảng Dân Chủ ở tại Chicago là ngày 22 tháng 8. Trong khi đó cái deadline, cái thời hạn chót của tiểu bang Ohio là ngày 7 tháng 8. Nếu không nộp danh sách trước ngày 7 tháng 8, tên của Joe Biden sẽ không có trên lá phiếu bầu. Tại đây là cái quy định bầu cử của tiểu bang Ohio. Thì quý vị, bây giờ Đảng Dân Chủ phải lật đật thực hiện một cái tiến trình đề cử qua màn hình video với hai ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất là để cho tên của Joe Biden có trên lá phiếu bầu tại tiểu bang Ohio. Và thứ hai, Đảng Dân Chủ đang dự tính năm nay họ sẽ tổ chức cái đại hội đảng của họ qua màn hình video và phát trực tiếp trên các cái platform TV hoặc là mạng xã hội, chứ không tổ chức cái kiểu mà bình thường. Lý do là đã có những cái sự đe dọa biểu tình từ những người mà ủng hộ Palestine và cái thành phần phản chiến, tức là anti-war, đang dự tính sẽ có một cuộc tổng biểu tình lớn trong cái đại hội đảng Dân Chủ ở tại Chicago. Do đó thì bây giờ họ đưa ra cái quyết định sẽ đề cử ông Joe Biden qua màn hình video sớm hơn, tức là trước ngày 7 tháng 8. Và thứ hai là để tránh tình trạng mà nếu mà tổ chức cái đại hội đảng này thì có thể sẽ bị biểu tình và sẽ bị quấy phá từ ở bên trong cho tới bên ngoài. Bởi vì những thành phần mà ủng hộ Palestine nằm ngay trong Đảng Dân Chủ và là đại biểu đoàn của Đảng Dân Chủ luôn. Do đó họ có thể sẽ gây náo loạn ở trong cái đại hội đảng và đồng thời ở bên ngoài sẽ có những cái cuộc biểu tình của những phe cấp tiến cực tả ủng hộ cho Palestine có thể biểu tình. Do đó, Đảng Dân Chủ năm nay đang cân nhắc là họ sẽ tổ chức bình thường hay họ sẽ tổ chức qua màn hình video. Thì quý vị, do đó họ quyết định là đề cử ông Joe Biden sớm. Thì điều này cho quý vị thấy hai điều. Điều thứ nhất, thật sự Đảng Cộng Hòa họ không có phải là yếu mà họ làm theo quy tắc. Và cái quy tắc này nó phải theo tiến trình của từng bước một. Và quý vị thấy lần này họ ép Đảng Dân Chủ ở tiểu bang Ohio. Họ ép Đảng Dân Chủ là phải đề cử cái người nào đại diện cho đảng ra tranh cử tổng thống. Trong khi Đảng Dân Chủ thì đang chia rẽ lùng bùng. Quý vị thấy cái bản thăm dò của Viện Rasmussen cho thấy từ 18 tới 39 tuổi, 69% là không muốn cho bên tranh cử. Họ muốn thay thế cho Biden. Bên đảng Dân Chủ đó quý vị, là những cử tri trẻ của Đảng Dân Chủ từ 18 tới 39. Họ không muốn ông Joe Biden ra tranh cử. Do đó, Đảng Dân Chủ đang bị lùng bùng. Nếu không chọn Joe Biden thì chọn ai? Kamala Harris thì còn tệ hơn cả Joe Biden nữa. Mà bây giờ Joe Biden là duy nhất thôi. Mà bây giờ Joe Biden thì bị phản đối quá mạnh.
từ trong đảng Dân Chủ. Do đó họ lùng bùng, họ chưa quyết định. Thì bây giờ đảng Cộng Hòa ở bên tiểu bang Ohio, họ ra cái luật về bầu cử rất rõ ràng. Và đảng Dân Chủ đã khởi kiện, nhưng mà tòa án ở tối cao pháp viện ở Ohio đã bác bỏ. Bởi vì cái quyền ấn định cái quy tắc bầu cử nằm trong tay của quốc hội của tiểu bang, tức là hội đồng lập pháp của tiểu bang. Mà bây giờ cả thượng viện, hạ viện đều thông qua và thống đốc đã ký, nó thành luật rồi. Nó buộc tất cả các ứng cử viên phải nộp cái tên của mình lên trước 90 ngày. Trước khi mà 90 ngày có cuộc bầu cử. Thì quý vị, do đó đảng Dân Chủ kiện không được. Và bây giờ họ phải đi tới một cái tiến hành cái thủ tục gọi là chính thức đề cử Joe Biden ra tranh cử tổng thống năm 2024. Thì quý vị thấy là đảng Cộng Hòa thứ nhất là họ khiến cho đảng Dân Chủ phải chọn lựa ngay. Một là loại Biden ra, kiếm người khác, còn hai là phải để tên. Mà khi để tên Joe Biden vô rồi là không thay đổi nữa. Có nghĩa là Joe Biden sẽ là người đại diện của đảng Dân Chủ ra tái tranh cử kỳ này. Thì quý vị, đây là cái cách mà đảng Cộng Hòa làm. Và điều này nó cũng có một cái ý nghĩa khác cho quý vị thấy. Là nhiều người cứ đặt câu hỏi, ôi ông Phong ơi, bây giờ mình thấy ông Trump thắng thì vậy đó. Nhưng mà cuối cùng tới ngày 24, tụi Dân Chủ nó dở trò, nó chơi gian lận nữa. Thì coi như mình cũng thua. Quý vị nhận định cũng không sai lắm. Nhưng tôi đã nói với quý vị, nước Mỹ có sự điều chỉnh. Và cái bằng chứng là năm 2022. 2022 nhờ sự điều chỉnh tất cả những cái luật lệ về bầu cử này mà đảng Cộng Hòa mới chiếm quyền đa số ở Hạ Viện. Do đó, càng lúc thì những tiểu bang đã bắt đầu improve, tức là họ bắt đầu tìm ra thấy những cái lỗ hổng bầu cử và họ chặn lại. Do đó, 2024, nếu quý vị hỏi tôi gian lận có không, tôi nói có, nhưng mà số cái mức độ gian lận nó không ảnh hưởng tới kết quả bầu cử, tôi đã từng nói rất là nhiều lần. Do đó, quý vị, cuộc bầu cử năm 2024 này, thì cái trò dở trò kiểu như năm 2020 sẽ không làm nổi. Thứ nhất là do tất cả các tiểu bang, đặc biệt là những tiểu bang swing state, họ đã bắt đầu siết chặt lại luật bầu cử, đâu đó rõ ràng. Khó có thể mà gọi là gian lận. Họ từ cái khâu mình nộp phiếu bầu cho tới cái khâu kiểm phiếu bầu, ghi danh đi bầu, họ đã có những cái chính sách rất rõ ràng. Khó có thể mà có những cái trường hợp mà gọi là lén lút được lắm. Thứ nhất là như vậy. Thứ hai là lần này lại có thêm rất nhiều những ứng cử viên độc lập. Từ Robert Kennedy Jr., Connie West cho tới Jill Stein. Thì quý vị, những ứng cử viên độc lập này thì cái mạng lưới và gọi là làm việc của họ cũng đã bắt đầu rải ra ở khắp các tiểu bang để giám sát cái kết quả bầu cử. Do đó, sự giám sát của chính quyền tiểu bang bằng luật lệ. Thứ hai là có sự xuất hiện của nhiều ứng cử viên độc lập đã khiến cho phía đảng Dân Chủ không thể dở trò giống như năm 2020. Chính vì vậy mà tôi đã nói với quý vị là cái cuối cùng đảng Dân Chủ chỉ tìm đủ một cách kích động một cái cuộc hỗn loạn, bạo động vào mùa hè năm nay. Họ đang manh nha chuyện này. Họ đang manh nha cái chuyện gọi là tạo ra một cái biến động lớn ở trong cái cuộc trong cái mùa hè năm nay. Có thể sẽ là một cái cuộc gọi là mượn một cái sự kiện nào đó. Bây giờ thì họ đang nuôi dưỡng cái chủ nghĩa bài Do Thái, ủng hộ Palestine, nuôi dưỡng các cuộc biểu tình. Nhưng mà từ đây tới đó thì chúng ta không biết có biến động nào xảy ra. Có thể sẽ là một ông cảnh sát vô tình siết cổ hay là bắt một ông da đen lại bị biểu tình. Hay là một ông cảnh sát nào đó vô tình bắn nhầm một tên di dân bất hợp pháp đang phạm tội. Nó cũng sẽ kích động thành một cuộc biểu tình trên toàn quốc. Và cái việc mà tôi nghĩ rằng họ đang tập trung nhiều nhất là việc định tội với ông Trump. Có thể sẽ kích động rất là mạnh cho cái việc bất ổn xã hội. Đây là cái chiêu thức cuối cùng của đảng Dân Chủ rồi. Bởi vì bây giờ quý vị thấy rõ ràng là họ không có dở trò được nhiều nữa. Và cái nguy cơ họ bị mất lưỡng viện quốc hội đã rõ ràng. Không những là Hạ Viện mà bây giờ sắp sửa tới Thượng Viện. Nhất là tiểu bang Ohio. Ohio là có thể flip qua bên đảng Cộng Hòa rồi. West Virginia, Montana, đây là những tiểu bang mà đảng Cộng Hòa đang tập trung lấy lại cái ghế Thượng Viện. Thì quý vị, do đó nếu mà quý vị hỏi tôi thì tôi trả lời có gian lận. Nhưng mà mức độ gian lận không nhiều.
mức độ mà nó gian lận vài phiếu, vài chục phiếu, nó không ảnh hưởng tới kết quả bầu cử. Ok, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nhiều người nói với tôi nhìn cái vụ án của ông Trump, nhiều người tức giận nói rằng đảng Cộng Hòa yếu quá, không làm được gì. No, đảng Cộng Hòa họ không yếu. Có điều có những cái quy tắc họ cần phải tôn trọng. Và đó là cái lập trường cũng như đó là một cái bản sắc của đảng Cộng Hòa. Họ không thể bước qua những cái lằn ranh được. Tại vì họ là những người bảo thủ. Even những người ôn hòa có những cái lằn ranh đỏ họ không bước qua được. Họ không bất chấp thủ đoạn. Họ không làm đủ mọi kiểu để mà giành chiến thắng giống như đảng Dân Chủ. Họ có những cái lằn ranh đỏ họ không vượt qua được. Những lằn ranh đỏ đó là những quy tắc, những luật lệ, vấn đề đạo đức, vấn đề luân lý. Đây là những cái lằn ranh đỏ mà đảng Cộng Hòa chưa không muốn vượt qua. Tại vì đó là bản sắc của họ. Do đó quý vị, nhiều khi quý vị nhìn thấy họ yếu, nhưng họ không yếu. Họ dựa trên cái quy tắc đó và họ đưa ra những cái chính sách hoặc là những cái luật lệ kịp thời. Kịp thời để ngăn chặn, chứ họ không phải là họ yếu. Quý vị thấy hôm rồi cái vụ án của ông Trump, liên tục là tất cả các đồng minh của ông Trump đều xuất hiện trên tòa chung với ông. Chỉ vì gì? Chỉ vì quý vị, thứ nhất là họ sợ ông Trump lại bị nhốt vào tù vì vi phạm cái gag order. Cho nên họ phải xuất hiện để mà nói giùm cho ông Trump. Thay vì để cho ông Trump nói, họ có quyền nói. Thì đây là cái cách đảng Cộng Hòa làm. Chứ họ không can thiệp trực tiếp vào cái công việc của ông quan tòa. Tại vì họ không có thẩm quyền đó. Tôi đã nói quý vị, ở Mỹ này nền tư pháp là một trong những cái tam quyền phân lập đó. Họ hoạt động độc lập. Chúng ta không xen vào công việc của họ được. Và trong tòa án, ông tòa trên hết. Trong tòa án, bất kể quý vị là ai, tổng thống hay cựu tổng thống gì đó, vô tới tòa, ông quan tòa vẫn là quyền lực tối cao. Nằm trong cái tòa án đó, ông quan tòa là quyền lực tối cao, không ai cãi được hết. Ông đưa ra phán quyết là phải chịu. Đó là nền tư pháp. Cốt lõi của nền tư pháp là như vậy. Do đó quý vị, và bây giờ chúng ta gặp phải một ông quan tòa cà chớn, thì chúng ta cũng không thể vượt qua cái việc mà gọi là lấn quyền được. Do đó tại sao các thành viên của Đảng Cộng Hòa liên tục có mặt trong phiên tòa của ông Trump? Thứ nhất là họ nói giùm cho ông Trump những điều mà ông muốn nói mà ông không nói được bởi cái gag order, tức là cái lệnh bịt miệng, thì họ nói giùm cho ông Trump. Thứ hai, họ gửi một thông điệp cho tất cả những jury, tức là những bồi thẩm đoàn, và kể cả phía của ông quan tòa. Hey, chúng tôi đang quan sát. Chúng tôi đang chứng kiến tất cả những cái gì ông đang làm. Và nên nhớ rằng, đây là cái nền pháp trị. Ông có thể dùng quyền lực quan tòa để lạm dụng. Nhưng mà nếu mà ông dùng quá mức, thì chúng tôi sẽ vẫn có những biện pháp khác giám sát ông. Chứ không phải là ông mà có thể quyền lực tối cao được. Chúng tôi vẫn có thể ra luật ở trên quốc hội. Thì quý vị, đó là cái thông điệp thứ hai. Và cái thông điệp thứ ba là gửi cho các juror, tức là các bồi thẩm đoàn, là quý vị nên nhớ, quý vị đang ngồi trước một cái phiên tòa đặc biệt mang tính chất màu sắc chính trị. Quý vị, đây là một trong cái thông điệp của đảng Cộng Hòa. Họ sử dụng tất cả những cái quyền lực đang có, nhưng mà làm theo đúng quy tắc và cái lằn ranh đỏ họ không vượt qua được. Họ không bất chấp thủ đoạn như đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ thì có thể bất chấp tất cả mọi thứ để đạt được mục tiêu. Nhưng đảng Cộng Hòa thì không. Đây là sự khác biệt giữa hai đảng. Thì quý vị, thật sự đảng Dân Chủ ngày xưa, thật ra gọi là All Democrat, thì họ cũng có những cái quy tắc không vượt qua được. Nhưng mà khoảng chừng 10 năm, 20 năm, tức là từ thời của Obama lên, thì đảng Dân Chủ bị transform. Tức là họ bị thay đổi cái bản sắc. Thành phần cấp tiến cực tả là họ chỉ đạt được mục tiêu. Họ nói rằng là cái kiểu mà quý vị, cách đây vài năm tôi có một cái cô mà đi lấy quảng cáo. Cô bất chấp tất cả quy tắc trong ngành quảng cáo. Cô nói ai mang cái check về trước thì được người đó thắng. Tức là ai mang cái check của cơ sở thương mại về đài trước thì người đó thắng. Và cô chỉ nói như vậy thôi. Tức là cô bất chấp tất cả những cái quy tắc ở trong cái ngành quảng cáo để dành cái quảng cáo về cho mình. Thì cái cách này là cách của đảng Dân Chủ. Họ bất chấp mọi thứ, miễn làm sao họ mang lại cho họ cái kết quả tốt là họ được. Họ bất chấp luân lý đạo đức, họ bất chấp quy tắc xã hội, họ bất chấp tôn ti trật tự, họ bất chấp tất cả mọi thứ. Thì cách đây vài năm tôi gặp cái cô đó, cô nói một câu tôi lắc đầu tôi bỏ đi.
tại vì tôi thực sự tôi không có liên can tới ngành quảng cáo, nhưng mà có một số những người em làm trong ngành quảng cáo họ than phiền câu này là không có tôn trọng cái quy tắc trong nghề. Thì câu này cũng phán ngay câu đó, tức là ai mang cái check về trước, ai mang tiền về đại trước, người đó thắng no matter what. Thì quý vị, đây là cái cách của đảng Dân Chủ đó, miễn đằng sao đạt được chiến thắng thôi, bất kể sinh mạng của người khác, bất kể sự bất ổn xã hội, bất kể là nó vi phạm vào tiêu chuẩn đạo đức luân lý, hay là bất kể nó đã vi phạm vào cái tôn ti trật tự trong gia đình. Và quý vị nhìn thấy trong cái cuộc bầu cử năm 2020, chúng ta đã chứng kiến họ kích động tới mức mà con cái chửi luôn cả cha mẹ. Mặc dù cha mẹ bỏ phiếu cho ông Trump với mức mà cha mẹ không dám nói chuyện chính trị với con cái, vì sợ rằng nói một hơi sẽ gây lộn. Tức là nó kích động cái đám trẻ chửi bới cho cha mẹ, gây lộn với cha mẹ chỉ vì Joe Biden và ông Trump thôi. Trong khi chuyện này trước đó chưa bao giờ xảy ra cả. Ngay cả cái thời gọi là gây gắt nhất giữa Al Gore và Bush, thì quý vị, lúc đó hai vợ chồng, một bên bỏ phiếu cho Al Gore, một bên bỏ phiếu cho Bush, cũng không có vấn đề, cũng cười coi như là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ quý vị, nó kích động cái đám trẻ về sách nhiễu, harass cha mẹ mình luôn. Tức là họ bất chấp tất cả tôn ti trật tự trong gia đình. Và đó quý vị thấy, chứng kiến trong mấy năm qua, bây giờ là các bậc cha mẹ đều không dám nói chuyện với con cái về vấn đề chính trị. Chỉ nói chuyện gia đình thôi, học hành thôi, chứ không dám nói tới chuyện khác về xã hội. Tại vì nói về xã hội một hơi cái dẫn tới chính trị, cho nên họ cũng không dám đề cập tới luôn. Họ chỉ nói về chuyện gia đình, ăn học hay là công việc con cái thôi. Họ không dám đề cập, tại vì họ sợ gây lộn với con cái. Thì quý vị, do đám Dân Chủ kích động, nó kích động mà mấy đứa nhỏ đi tới mức cực đoan như vậy. Thì do đó tôi nói quý vị là đảng Dân Chủ họ tìm đủ mọi cách để mà chiến thắng, bất kể và bất chấp thủ đoạn. Nhưng đảng Cộng Hòa thì khác. Đảng Cộng Hòa họ có những lằn ranh đỏ không vượt qua được. Do đó quý vị nhìn từ bên ngoài thì có vẻ như đảng Cộng Hòa yếu, nhưng thật sự họ không yếu. Thật sự họ không yếu. Họ cần tuân thủ những quy tắc này. Bởi vì những quy tắc này là truyền thống của họ, thứ nhất. Thứ hai, những quy tắc này là những cái quy tắc mà họ được tin tưởng bởi các cử tri. Nếu mà họ bắt chước đảng Dân Chủ thì cử tri bỏ phiếu cho họ làm gì? Họ cũng có khác gì đảng Dân Chủ đâu. Họ có khác gì với đảng Dân Chủ đâu, thì tại sao cử tri phải bỏ phiếu cho họ? Do đó quý vị, sự khác biệt của Cộng Hòa và Dân Chủ là chỗ này, của những người bảo thủ và những kẻ cấp tiến. Những kẻ cấp tiến sẵn sàng đạp bỏ tất cả mọi thứ, nhưng mà những người bảo thủ thì không. Làm gì làm vẫn có những cái quy tắc truyền thống phải bảo vệ. Do đó quý vị, nhiều khi chúng ta thấy được là chúng ta cứ nghĩ rằng là đảng Cộng Hòa yếu, nhưng từ cái vụ của Ohio chúng ta thấy họ không yếu. Họ làm từng bước một, từng bước một để mà họ chặn. Cuối cùng thì họ ép đó, đảng Dân Chủ bây giờ hết đường đỡ, bắt buộc phải đề cử Joe Biden. Mà nếu đề cử Joe Biden ở Ohio qua màn hình video thì có nghĩa là chính thức đề cử Joe Biden rồi, không rút ra được, không rút lại được nữa. Có nghĩa là Joe Biden bây giờ chính thức sẽ đại diện cho đảng Dân Chủ rồi. Mặc dù cái cuộc thăm dò của Viện Rasmussen cho thấy nếu chọn Joe Biden thì 18 cho tới 39 tuổi sẽ bỏ đảng Dân Chủ đi, mất phiếu rất là nhiều. Do đó đảng Dân Chủ đang lấn cấn trong việc mà Biden có đại diện cho đảng hay không, ra tái tranh cử chức tổng thống. Nhưng bây giờ quý vị, Ohio đã ép đảng Dân Chủ phải chọn lựa ngay bây giờ rồi. Ép đảng Dân Chủ chọn lựa ngay bây giờ rồi. Còn nếu không thì coi như là tên của Joe Biden sẽ không có trên phiếu bầu, hay là một ứng cử viên khác sẽ không có trên lá phiếu bầu, nếu như mà họ đưa cái tên này sau ngày 7 tháng 8. Bởi vì luật của Ohio 90 ngày trước khi có cuộc bầu cử phải nộp trước 90 ngày. Thì quý vị, đại hội của đảng Dân Chủ là 19 tây cho tới 22 tây, nó quá thời hạn thăm hữu 90 ngày rồi. Thì quý vị, đây là luật do Ohio ban hành. Đảng Dân Chủ trước đó nộp đơn kiện lên tối cao pháp viện của Ohio, thì tối cao pháp viện vẫn bác đơn. Tại vì ấn hành luật bầu cử là do chính quyền tiểu bang và do hội đồng lập pháp của tiểu bang đưa ra và thống đốc ký, nó theo đúng trình tự của hiến pháp. Nó theo đúng trình tự của hiến pháp, họ làm đúng theo cái hiến pháp, đảng Dân Chủ kiện không được.
và quý vị từ Ohio, những nơi khác cũng tương tự. Đó, quý vị thấy vừa rồi cái vụ của Colorado không? Đạp lên hiến pháp. Đạp lên hiến pháp. Thì cuối cùng tối cao pháp viện 9 phiếu yes. Nói là no, các anh không có quyền tước đi cái quyền tranh cử của người khác. Các anh không có quyền. Cái quyền đó nằm ở Quốc hội của Hoa Kỳ, nằm trên sàn Thượng viện. Thì quý vị, do đó tôi nói với quý vị là đôi lúc cái thái độ gọi là chậm chậm từng bước của bên phía bảo thủ và đảng Cộng Hòa có thể làm cho chúng ta khó chịu. Nhưng mà họ vẫn đi về cái hướng đó, vẫn đi về cái hướng duy trì cái bản sắc và duy trì cái văn hóa cũ của người dân Hoa Kỳ. Họ không thay đổi. Và chính điều này nó làm cho nhiều người rất là tức giận, rất là bất mãn. Bởi vì nói các anh chậm quá, các anh nhu nhược quá, các anh hèn quá, các anh không làm cái gì hết để cho ông Trump bị tấn công từ trên xuống dưới. Họ làm, nhưng họ làm theo cái quy tắc, chứ họ không thể vượt quá quy tắc được. Tại vượt quá quy tắc thì có nghĩa là chính họ đạp lên cái xã hội dân chủ, chính họ phá bỏ tất cả những cái guồng máy dân chủ mà đang diễn ra tại nước Mỹ. Nó khác với đảng dân chủ. Đảng dân chủ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để chuyên chế và đạp qua dân chủ. Ví dụ như cái vụ án của ông Trump, rõ ràng là họ lạm dụng bộ tư pháp, họ lạm dụng cái hệ thống pháp trị của Hoa Kỳ. Thì quý vị, điều này chính họ cháy ở trong dân chủ. Và đây là lý do tại sao mà bây giờ có nhiều người bỏ đảng dân chủ chạy qua đảng Cộng Hòa. Họ không chấp nhận được cái trò gọi là bất chấp thủ đoạn này, và sẵn sàng dùng tất cả công cụ để bức hại đối thủ chính trị. Quý vị, đó là bản sắc của dân Mỹ. Và dân Mỹ vẫn có một cái chọn lựa của họ, và vẫn có cái sự điều chỉnh của họ sau khi phát hiện ra những cái lỗ hổng, sau khi phát hiện ra những cái gọi là gian lận, họ tự điều chỉnh. Ok quý vị, đó là cái bài nói chuyện của tôi trong cái chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Hy vọng bài nói chuyện này cho quý vị thấy được cái quy tắc làm việc của các đảng phái rất quan trọng. Họ phải có những cái quy tắc, họ phải có những cái lằn ranh, không thể vượt qua được. Và đừng xem những quy tắc hay những lằn ranh này là sự suy yếu, mà chúng ta xem đó chính là cái thước đo để gìn giữ trật tự xã hội, trật tự trong gia đình. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.